Thưa quý vị, Đài RT ngày 27 tháng 2 dẫn phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong đó nói các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga vì hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương cho biết Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề và thậm chí còn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, người ta đã chứng minh từ lâu rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ không giải quyết được các vấn đề hiện có, mà còn tạo ra những tin tức mới, dẫn đến những tác động lose-lose, tình huống các bên đều không thu được lợi, đối với nền kinh tế và can thiệp vào quá trình dàn xếp chính trị. Ông Vương cũng cho biết, Trung Quốc phản đối cả việc sử dụng vũ lực và các biện pháp trừng phạt liên quan Ukraine. Ông cho rằng các yêu cầu an ninh hợp pháp của Nga đối với sự mở rộng về phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần được giải quyết đúng mức. Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó lên án hoạt động của nước này ở Ukraine, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.